Cậu nhóc này đang ngủ ngon lành trên giường, bố mẹ đứng trên bàn gọi cậu tỉnh lại. Cậu nhóc sau khi tỉnh lại phát hiện bố mẹ mình bị biến nhỏ rồi. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hai người, cậu nhóc vội vàng hoàn thành đạo hiếu. Đầu tiên đặt bố lên bồn cầu để giải quyết cái đã. Nhìn thấy chân mẹ bị thương chảy máu, vội vàng cầm bình xịt ra khử trùng, phun phun hai cái ướt hết người rồi. Nhưng cậu nhóc trong lúc không cẩn thận, vô tình làm bố cậu rơi vào trong bồn cầu. Đều nói con cái lớn rồi không nhờ được cái gì, nhưng cậu nhóc này chính là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Thò tay xuống vớt bố mình lên, cho bố mẹ vào hai cái cốc cho ông bà tắm rửa sạch sẽ. Ông bố còn lấy bàn chải ra để kỳ người, tắm xong thì lấy máy sấy thổi cho nhanh khô nào. Nhưng mẹ cậu bất cẩn, ngã bẹp phát vào hộp kem dưỡng. Bố cậu lúc này râu cũng mọc dài rồi, ai ngờ thằng con duỗi tay ra một phát, cắt cho bố quả đầu HKT luôn nhé. Nhanh chóng chuẩn bị lên giường đi ngủ thôi. Cậu nhóc lôi ra đôi giày đá bóng với đôi tất thối của mình, sắp xếp cho bố mẹ chỗ ngủ ngon lành. Nằm trong đôi giày hôi rình của con trai, bà mẹ bắt đầu kể chuyện hôm nay hai người gặp phải. Hai người vốn định đến trường để làm thủ tục chuyển lớp cho con, vô tình nhìn thấy hai người trong bức tranh đang đánh nhau. Ông anh trong tranh đẩy bà chị trong tranh ra bên ngoài, làm cho hai vợ chồng nhìn phát hoảng. Bà cô nhìn hai vợ chồng một cái, quả cầu phép thuật trên bàn bắt đầu quay tròn. Kết quả biến bố mẹ cậu trở nên bé tí hon. Bà cô duỗi tay ra tóm lấy hai người, đem hai vợ chồng nhốt vào trong một cái lồng chim. Vì để thoát ra ngoài, hai người chạy đi chạy lại trong cái lồng, biên độ dao động của cái lồng ngày càng lớn, cuối cùng cũng thành công thoát ra được khỏi móc câu. Lồng chim bay thẳng ra ngoài cửa sổ, cửa lồng vì vậy mà bật ra, hai vợ chồng thoát được ra ngoài. Đứng trên con đường lớn, trùng hợp lúc này nhìn thấy con trai mình bên đường, hô to lên để gọi con trai, nhưng bị con xe ô tô chạy ngang qua át hết tiếng. Trời không tiệt đường người, khi hai người đang chán nản đi bộ về nhà, một ông anh shipper đạp xe đạp dừng trước mặt họ. Hai người nhanh chóng trèo lên hộp ship đồ, đồ ship hai người đặt được ship về nhà rồi. Túi rác bị một đấm làm thủng, từ bên trong chui ra lại là đầu của một bộ xương khô. Gió đêm thổi buốt lạnh, bộ xương khô dùng tay bò lên trên bàn làm việc. Thì ra đây là cô hiệu trưởng thứ hai của trường này, mà vị hiệu trưởng đầu tiên chính là ông lão trong bức tranh kia. Bộ xương khô đang định dùng phép thuật để bản thân mọc lại thịt, đoạt lại trường học, mà ngày hôm sau khi cô hiệu trưởng đến phòng làm việc, phát hiện hai vị hiệu trưởng trước lại đang đánh nhau. Bà cô hiệu trưởng này cũng khá là dã man, 2,3 đường quyền đã làm cho thầy hiệu trưởng cũ nằm bẹp ra đất. Cô hiệu trưởng tròn mắt kinh ngạc, hiệu trưởng mới lại tự mình mò đến rồi. Bà cô trong tranh nở nụ cười quỷ dị, cô hiệu trưởng mới cũng bị biến nhỏ lại rồi. Bà cô yêu cầu cô hiệu trưởng nhanh chóng giao ra con dấu, nhưng hiệu trưởng mới cũng không phải kẻ yếu đuối. Ném ra một cái ghim vải, chạy ra đến mép bàn tìm cách trốn, sau đó nhảy thẳng từ trên bàn xuống giỏ len bên dưới. Bà cô rút ra cây kim ghim vải, tiện tay cầm một cuộn len tròn lăn nó đi. Cái chân ngắn chạy không thoát, cô hiệu trưởng bị trói kín mít ở trên bàn. Bên kia cậu nhóc đang lột ra quần áo của đám búp bê. Bố mẹ sau khi mặc xong thì cũng đã đến giờ cơm rồi. Một thanh khoai tây chiên là đủ cho một người rồi. Ăn uống no nê rồi, trước khi xuất phát còn không quên đội cho bố mẹ một cái mũ bảo hiểm. Đúng là một đứa con ngoan. Cậu nhóc đặt bố mẹ vào hộp sau xe đạp đi đến trường. Đến phòng làm việc cầu xin thầy hiệu trưởng biến bố mẹ về như cũ. Nhưng thầy hiệu trưởng trong tranh lại ngủ ngon lành, quả cầu ma thuật cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Cậu nhóc lật tung các ngăn kéo trong phòng, ai ngờ lại vô tình phát hiện ra cô hiệu trưởng bị thu nhỏ. Thông qua thông tin của cô hiệu trưởng, muốn biến về như cũ thì phải dùng quả cầu phép thuật, mà quả cầu bị khóa lại trong chiếc hộp ở trên đỉnh thác. Đúng lúc này bà cô đi vào, chụp một phát nhốt luôn cô hiệu trưởng vào trong. Bố mẹ thấy vậy vội vã chui vào trong túi sách. Bố mẹ chui vào xong, cậu nhóc vội cầm cặp sách chạy ra ngoài, vì để bố mẹ biến trở lại như cũ. Cậu nhóc gọi đám bạn của mình tới, vẽ ra một kế hoạch tác chiến hoàn hảo, mà hành động hôm đó vừa đúng hôm trường có thanh tra về kiểm tra. Bà cô đem cô hiệu trưởng giấu kín vào trong đường ống thang máy, kéo cần gạt đưa cô hiệu trưởng đi mất. Bên kia mấy đứa nhóc dùng máy bay không người đem dây thừng buộc vào nóc nhà, cắt cử hai đứa khác phụ trách đi tìm cô hiệu trưởng. Mấy đứa nhóc nhanh chóng trèo lên được đỉnh của tháp, cô nhóc phụ trách thu hút sự chú ý, còn cậu nhóc thì âm thầm trèo vào bên trong, đem dây thừng móc vào đai quần ông chú kia, cướp lấy cái hộp rồi chạy tuốt xuống cầu thang. Ông chú thấy vậy muốn đuổi theo, cô nàng cũng nhanh chóng nhảy xuống, dây thừng giữ chặt ông chú lại. Hai đứa nhóc tìm cô hiệu trưởng đã tìm được đường ống, đồng thời tìm được cô hiệu trưởng đang bị nhốt bên trong, kéo cần gạt một cái, đưa cô hiệu trưởng về lại chỗ cũ. Ai biết điều đó đã làm bà cô già phát giác. Cậu nhóc giải cứu cô hiệu trưởng ra, nhưng thầy hiệu trưởng trong bức tranh đã chết rồi. Khi cậu nhóc cầu xin ông biến bố mẹ mình lại như cũ, thầy hiệu trưởng trong bức tranh lại biến mất. Lúc này trên trời mây đen kéo đến, bà cô đột nhiên lại xuất hiện, nói không ai có thể đưa được ông ta trở lại nữa. Lúc này anh shipper từ bên ngoài đột nhiên đi vào, thì ra là bố mẹ cậu đặt đồ ăn tới. Ai ngờ bà cô thẳng tay cướp luôn, chuẩn bị ném hết bọn trẻ vào trong bức tranh, không ngờ bản thân cũng bị hút luôn vào trong. Lúc này đột nhiên lại xảy ra động đất, quả cầu ma thuật cũng vì vậy mà lăn vòng. Bố mẹ cậu đột nhiên xuất hiện ở bên trong bức tranh, cậu nhóc cầm quả cầu ma thuật ném vào bên trong,
làm cái khay phép thuật xuất hiện ánh vàng. Lúc này thầy hiệu trưởng lại hiện lên, dùng phép thuật đem bà cô già nhốt vào trong tủ bảo hiểm, cũng biến mọi người về lại như cũ. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp vào bộ phim lần sau nhé. Audio Jungle. Audio Jungle.